Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp của chúng tôi. Mình là Nguyễn Tất Nhiên đây. Mình thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay để chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn mái Thái, phong cách Tân cổ điển. Ngôi nhà rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nếu bạn chuẩn bị làm nhà, hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp NTN để tham khảo nhiều mẫu hơn mình đã chia sẻ trên kênh. Cần tư vấn thiết kế, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà, tư vấn phong thủy và thiết kế ngôi nhà của bạn sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí các bạn nhé. Giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, mời các bạn cùng mình tham quan cái mẫu thực tế. Các bạn thấy ngôi nhà có đẹp không ạ? Đây là một cái mẫu có thể gọi là Tân cổ điển, theo cái phong cách của mái Thái các bạn nhé. Cái mẫu này thì được xây dựng rất nhiều vào những cái năm 2018-2019. Sang 2020-2021 thì đang nghiêng về mái Nhật. Nhưng mà cái mẫu mái Thái ba gian này thì nó cũng không bao giờ bị lỗi thời đâu các bạn ạ. Bởi vì nó là tân cổ mà. Vừa làm xong nó đã cổ rồi. Và nó kết hợp với những cái tân tiến hiện đại. Nó phù hợp với cuộc sống của chúng ta hiện nay. Đó. Như các bạn đang nhìn thấy cái tổ hợp mái, chút nữa là mình đi về chính diện để các bạn nhìn nó rõ hơn. Nhưng mà cái đặc thù của cái ngôi nhà mái Thái này thì cái hệ mái của nó rất là cao. Nó tạo cho ngôi nhà cái độ thoáng mát rất là nhiều. Nhưng nó hơi tốn money của các bạn một chút đấy ạ. Nó tốn hơn mái Nhật các bạn nhé. Nhưng mà nó mát hơn. Giờ mình đi ra phía ngoài của ngôi nhà để các bạn nhìn bao quát cái hệ cổng và tường rào. Cổng thì bạn cũng lợp mái và đồng nhất với cái phong cách của ngôi nhà, cũng là mái Thái. Nhưng mà không đổ ở bên trên, bạn ấy chỉ làm kèo sắt thôi. Cánh cổng thì bạn ấy làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Trụ cổng vuông 60, ốp bằng gạch vân đá các bạn nhé. Và đặc biệt trong cái ngôi nhà này thì mình cũng đang quan sát là rất là thuận về phong thủy. Cái cổng của bạn ấy đang nằm ở bên hướng bên tay trái này, cũng là bên Thanh Long này. Đó. Về cái đất, cái thế đất, cái cổng của bạn ấy rất là đẹp luôn. Phía trước thì vẫn còn những cái khoảng sân vườn rất là rộng luôn. Và phía sau thì của bạn cũng còn vườn các bạn nhé. Xung quanh luôn. Đó, phía sau còn rất là rộng luôn. Ngôi nhà được nằm trên diện tích đất khoảng 1.500 m². Và đi vào cổng cái là có một cái chòi cà phê. Bạn ấy cũng thiết kế cái dàn âm thanh, vừa có thể ngồi uống cà phê, uống chè cùng với hàng xóm, thuốc lá, thuốc nào ở ngoài này. Rất tiện, rất thoải mái các bạn nhé. Đó. Như các bạn nhìn thấy đấy, cái mái Thái bạn này bạn đang làm rất chuẩn, là cái mái con kìa. Những cái cửa kia là bạn làm cửa thật, nhưng mà nhiều bạn làm cửa giả là không nên các bạn nhé. Làm cửa thật thì nó mới tạo cho chúng ta cái độ thoáng mái. Nó vừa mát mái và nó không bị rỉ sét ở trong cái hệ mái. Cái sắt ở trong cái hệ mái các bạn nhé. Và sâu phía trong là khu vực gara xe, cũng là để cất xe máy, xe đạp và những cái đồ dùng của nông thôn. Nó rất là nhiều các bạn ạ. Giờ mình đi ra phía trước trực diện để các bạn nhìn tổng quan cái mặt tiền của ngôi nhà. Các bạn thấy ngôi nhà có đẹp không ạ? Ngôi nhà này thì đang thiết kế theo cái phát triển theo chiều ngang 3 gian. Và phía trên cũng được thể hiện 3 mái. 2 mái to hai bên là mái vợ, mái chồng và mái con. Làm ở bên này để cho nó tạo độ cân xứng về hình khối. Cái sảnh của bạn đang có cái phía trên của sảnh á, cái phần đổ mái bê tông như các bạn đang nhìn thấy là 6 m, còn tim cột là 5 m, và trên mặt sảnh của bạn cũng là 5 m các bạn nhé. Và thiết kế cột búp măng, thân cột búp măng này thì cái ngôi nhà nhìn nó rất khỏe. Còn ngôi nhà này bạn thiết kế 3 bậc thôi, bởi vì nhà bạn ấy cũng ở trên một cái thế đồi rất là cao. Đó.
Và toàn bộ hệ cửa là bạn làm cửa gỗ hết. Trong ngôi nhà này bạn thiết kế gỗ rất là nhiều luôn ạ. Thiết kế hệ cửa 4 cánh. Hai cánh giữa to, hai cánh hai bên nhỏ. Đó. Cái sảnh này của bạn có diện tích là 15 m², rộng 5 và sâu 3 các bạn nhé. Mời các bạn đi vào bên trong của ngôi nhà. Wow, các bạn thấy cái phòng khách của bạn có rộng đẹp không ạ? Cái phòng khách của bạn ấy không tính sảnh, không tính hậu cung, khu vực thờ thì là đang có diện tích 50 m² các bạn nhé. Đó. Ngôi nhà rất là rộng đẹp luôn. Phòng khách kết hợp với phòng thờ 50 m² và khu vực thờ. Khu vực của phòng thờ thì bạn ấy thiết kế hậu cung, nó rất là ấm cúng. Khu vực phòng thờ này mà các bạn cắt CNC cái yếm và treo hàn dẹp rèm hạt bồ đề. Xin lỗi các bạn, mình hôm nay nói vấp quá. Rèm hạt bồ đề nữa thì nó rất là trang nghiêm cái khu vực thờ và nó ấm cúng khu vực thờ. Hai bên thì khuân tranh nhưng mà bạn chưa treo tranh đâu ạ. Và thiết kế cửa rất là thoáng. Giờ mời các bạn trở lại để tham quan cái không gian của phòng ngủ. Phòng ngủ bạn ấy thiết kế hai phòng ngủ, bốn phòng ngủ, mỗi bên hai dãy phòng ngủ. Đó, và được thiết kế hai cửa sổ rất là to, rất là thoáng và có WC khép kín ở phía cuối các bạn nhé. Như phòng này là chưa hợp lý lắm về cái giường ngủ. Đó, như các bạn nhìn thấy đấy, cái giường ngủ mà đi đầu vào giường ngủ này là rất nên kiêng các bạn nhé. Trong thiết kế chúng ta lại phải tính toán lại làm sao cho nó hợp lý. Và đây là phòng ngủ số 2, diện tích cũng như vậy, diện tích cũng khoảng 16 đến 18 mét vuông. Và phòng này bạn chưa dùng tới, bạn ấy đang dùng làm nhà kho thôi, phơi quần áo. Mời các bạn đi sang về bên kia để tham quan tiếp cái không gian tiếp theo ạ. Ngôi nhà này rất là to thoáng luôn. Chiều rộng là 15, chiều sâu là 10, không tính sảnh, không tính hậu cung các bạn nhé. Và phòng ngủ lao của bạn ấy cũng rất là rộng và thoải mái luôn. Mình chỉ hơi tiếc một điều là trong cái thiết kế cái giường ngủ của bạn là chưa được chuẩn đẹp lắm. Và cái bàn học của các con thì các bạn nên thiết kế gần cửa sổ nhé. Thì các con học nó sẽ thoáng sáng hơn. Phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này có lẽ là rộng nhất các bạn này. Đó. Phòng ngủ này thì đầu giường đã kê được rồi, nhưng treo điều hòa trên đầu giường thì các bạn lại nên tránh. Và cái bàn học này của các con, các bạn chuyển ra cửa chính và chuyển cái tủ quần áo vào cái góc này thì căn phòng nó sẽ rộng đẹp hơn rất nhiều và nó hợp lý hơn rất nhiều các bạn nhé. Đó. Đây là cái ngôi nhà này thì bạn ấy không mua bản vẽ, bạn chỉ xem trên mạng thôi nên là cái cách kê giường, kê tủ là nó chưa hợp lý. Và sau thì mình sẽ tư vấn cho bạn ấy là kê giường tủ để nó hợp lý hóa hơn. Ở đây có một cái nối 1m4 để đi xuống khu vực bếp và phòng ăn. Khu vực bếp và phòng ăn của bạn cũng rất là rộng luôn, được khoảng 50m. Và có thêm khu vực sân ướt, khu vực để máy giặt và có phòng vệ sinh chung, phòng tắm ở dưới này nữa. Một phòng vệ sinh, một phòng tắm. Đó. Và bạn này ngồi ăn ở trên cái chiếu ngựa này luôn các bạn nhé. Đó. Và thiết kế cửa cuốn để đi ra khu vực phía ngoài. Cái ngôi nhà này nếu mà khi mà có việc, những cái việc ở nông thôn đó thì rất là thoải mái này các bạn này. Tha hồ, bày cỗ, làm cỗ. Các bạn thấy ngôi nhà có thoáng đẹp không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình
hay, hữu ích, nhớ cho mình một nút thích kênh, một nút đăng ký kênh. Cần tư vấn thiết kế các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà tư vấn phong thủy và thiết kế ngôi nhà của bạn sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.